Một tổ ong vò vẽ khủng ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã được lấy đi trước sự chứng kiến của nhiều người. Tổ ong vò vẽ có đường kính gần 1 mét tại 116 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, đối diện trường tiểu học Nguyễn Du. Nhiều người đi đường dừng lại theo dõi quá trình xử lý tổ ong vào chiều qua. Ba xe chuyên dụng cùng 18 chiến sĩ đã được điều động để xử lý tổ ong này. Ong vò vẽ là loại ong rất độc nên trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng phải mang đồ bảo hộ, bịt kiến đầu và mặt tổ ong khủng bám trên cây, cách mặt đất khoảng 10 m nhánh cây âm tùm nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải tiếp cận tổ ong bằng xe thang, dùng lưới bao quanh và dán băng keo miệng lưới, tránh để ong bay ra ngoài gây nguy hiểm. Sau khoảng 30 phút thì tổ ong đã được xử lý thành công, không có chiến sĩ hay là người dân nào bị ong đốt.